được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc điều hành giá bán lẻ điện năm 2017. Giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng một kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 6,08% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Thời điểm điều chỉnh là từ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên bộ. Trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017. Theo tính toán, tác động việc tăng giá điện từ 1 tháng 12 năm 2017, các hội nhóm kinh doanh dịch vụ tăng chi phí thêm 5,7%, khách hàng sản xuất là 1,4%, khách hàng sinh hoạt là các hộ sử dụng tới 50 kWh một tháng, tăng 3.250 đồng một tháng, tới 100 kWh là 6.600 đồng một tháng, 300 kWh là 23.000 đồng một tháng, và tới 400 kWh là 34.800 đồng một tháng. Tăng giá điện cũng làm tăng 0,07% giá sản xuất và làm tăng 0,08% CPI trong năm 2017. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách với mức dưới 50 kWh, được hỗ trợ 51.000 đồng một tháng.